Chào mừng mọi người cùng quay trở lại với kênh Bất Động Sản Tiềm Năng. Hôm nay Phước Sửu và Minh Hải sẽ review một cái lô đất rất là đẹp tại Tà Nùng. Cái vị trí lô đất là nhìn thẳng ra cái hồ Tà Nùng, là một cái vịnh Hạ Long thứ hai của Việt Nam. Rồi bây giờ mình sẽ cùng với anh Minh Hải sẽ review về cái lô đất này anh Minh Hải ha. Ở đây mình đang đứng trên cái khu đất mà có thể nói là những sản phẩm hiếm hoi của khu Tà Nùng. Về thứ nhất là diện tích nó cũng không phải là quá lớn, nó chỉ khoảng dao động từ 608 cho đến hơn 1000 m² một lô thôi. Và điểm đặc biệt là để kiếm một sản phẩm nhỏ ở Tà Nùng và có đất thổ cư ở khu vực này thì khá là khan hiếm. Nên là những cái lô mà mình giới thiệu đến quý anh chị đầu tư thì nó có 200 m² thổ cư hiện hữu rồi. Thứ hai nữa là cái view của nó phía sau là mình sẽ nhìn trực diện xuống hồ Tà Nùng. Và bên tay trái của mình nó sẽ là ngọn núi Tà Nùng cao 1980 m, ngọn núi cao nhất của khu vực Tây Nguyên. Hiện tại ở đây là mình đang có 9 lô đất ở đây. Và ngoài ra thì bên mình đang có một số lượng khoảng 50 sản phẩm. Phía bên này sẽ nhìn về thị trấn và dưới đây là quốc lộ 28 kết nối từ thành phố Gia Nghĩa đi Di Linh. Ở đây đi Di Linh thì hết khoảng 60 cây. Anh ơi, với những cái sản phẩm này thì khách hàng mua sở hữu với cái view đẹp này thì khách hàng sẽ làm những cái sản phẩm gì phù hợp tại khu vực này? Tùy nhu cầu của mỗi anh chị. Các anh chị muốn kinh doanh thì có thể kinh doanh homestay, dạng như là farm tay, homestay dạng nghỉ dưỡng gắn liền với lại cái du lịch sinh thái. Hoặc là anh chị làm một căn nhà vườn lâu lâu lên đây nghỉ dưỡng, rồi trải nghiệm cái không gian và cái thiên nhiên hùng vĩ của khu vực Tà Nùng này. Quá tuyệt vời không? Ở đây thì ngoài những cái gọi là làm homestay thì ở đây còn có thể là trồng rất là nhiều loại nông sản mà có giá trị xuất khẩu cho toàn quốc mình luôn phải không? Giống như là như hôm qua em được trải nghiệm là những cái vườn mắc ca là bạc ngàn luôn, và những cái vườn nông sản ở đồi cà phê gọi là xung quanh bờ hồ này rất là tuyệt vời và cho ra cái lượng trái rất là sai phải không anh? Ở khu vực này thì chủ yếu là cà phê, mắc ca, và đặc biệt khu vực tỉnh Đắk Nông này trồng một cái loại được gọi là củ sâm đất, đó là khoai lang Nhật. Người Nhật rất thích và họ đã qua đây họ đầu tư những cái farm, những khu trang trại chuyên trồng khoai lang để xuất khẩu đi Nhật. Vậy hả? Rất là nhiều hình thức. Và ngoài ra thì còn có tiêu nè, sầu riêng nè. Sầu riêng ở Đắk Nông này cũng rất chi là ngon. Rồi thì ngoài ra thì nói đến Bảo Lộc thì mới săn mây, nhưng mà lên Tà Nùng thì em thấy còn săn mây còn đẹp ngang ngửa với Bảo Lộc luôn. Ở Tà Nùng này mình có thể mình gọi là cưỡi mây. Tại vì có những buổi sáng mây nó xuống nó phủ trắng xóa một vùng đất, một vùng hồ Tà Nùng phải mất từ 2 đến 3 tiếng đồng hồ thì mây mới có thể tan ra được. Cảm giác rất chi là chill. Ok, quá tuyệt vời. Lên Tà Nùng thì có nhiều thứ lắm. Chưa nói là những cái món đặc sản của vùng cao Tây Nguyên của nhà dân tộc Châu Mạ, giống như là cơm lam với gà rừng ha. Rồi rất là nhiều món ăn giống như là heo tộc ha. Rất là nhiều món ăn rất là ngon, rất là dân dã, và là một cái nơi là trải nghiệm du lịch, nghỉ dưỡng và trải nghiệm phải không? Mình có thể mình trải nghiệm du lịch về khám phá, trải nghiệm thiên nhiên, gắn liền với những hoạt động mà ở Việt Nam gần như là rất chi là đang cần. Như là khu camping, cắm trại, rồi chèo thuyền trên hồ. Rồi, rất là nhiều hoạt động. Và bây giờ đây là mình đang nói cái liên kết vùng. Từ đây thì di chuyển qua những cái tỉnh lân cận nào thì có thể là dễ dàng, và đi về Sài Gòn như thế nào thì anh Minh Hải có thể trao đổi cho mọi người tí xíu. Từ đây thì ra thành phố Gia Nghĩa thì mất khoảng hơn 30 cây. Đó là trung tâm hành chính của tỉnh Đắk Nông. Còn nếu mà mọi người đi quốc lộ 28 đi Di Linh thì có cách khoảng 60 km, khoảng một hơn tiếng đồng hồ chạy xe. Nếu mà anh chị đi Đà Lạt thì có thể đi quốc lộ 28 rẽ lên DT725, đi lên Đà Lạt thì cũng mất khoảng 2 tiếng đồng hồ thôi. Từ Tà Nùng mà đi Bảo Lộc á, thành phố Bảo Lộc thì cũng khoảng 67 km, anh chị sẽ mất khoảng 1 tiếng rưỡi. Quá tuyệt vời. Nó có nhiều hình thức di chuyển về Sài Gòn hay không? Anh chị có thể đi muốn khám phá
Bảo Lộc, thì anh chị đi cung đường về Tà Đồng, Bảo Lộc, thành phố Hồ Chí Minh, nó cũng mất khoảng từ 5 tiếng đồng hồ di chuyển. Nếu anh chị đi muốn khám phá Bình Phước, Bình Dương rồi mới về thành phố Hồ Chí Minh thì đi theo quốc lộ 28 ra quốc lộ 13, 14, đi xuyên qua Bình Phước và qua Bình Dương là sẽ về đến được Sài Gòn. Thì thời gian từ Hồ Tà Đồng về đến thành phố Hồ Chí Minh là 280 cây, thì anh chị đi có thể là khoảng 5 tiếng đồng hồ. Anh hãy nhận định như thế nào về cái tình hình đầu tư bất động sản tại Tà Đồng này, sắp tới nó có một cái sự bùng nổ gì hay không, và có những cái lý do gì để thuyết phục khách hàng mà có thể đầu tư vào nơi đây? Hiện nay thì rất nhiều tập đoàn lớn như là Novaland, Sun Group, rồi FLC đang đề nghị quy hoạch khu bảo tồn thiên nhiên Tà Đồng dọc 3.500 ha. Điểm nhấn thì gần đây thì có thông tin là Sun Group đang đề nghị được phát triển khu núi Tà Đồng cao 1.950m, 80m để làm hệ thống cáp treo để trải nghiệm giống như một cái địa danh rất nổi tiếng ở Đà Nẵng, là giống như là Bà Nà Hill. Khi nhắc đến Đà Nẵng thì sẽ nghĩ ngay đến Bà Nà Hill, rồi nhắc đến Nha Trang thì sẽ nghĩ ngay đến Vinpearl, nhắc đến Phú Quốc thì sẽ nghĩ đến là Bắc Vin Nam Sân. Thì hệ thống cáp treo của, nếu mà Sân mà phát triển hệ thống cáp treo ở Tà Đồng thì nó sẽ là một cái khu vực mà sẽ rất nhiều người muốn đến tham quan và trải nghiệm. Quá tuyệt vời, những cái thông tin cực kỳ bổ ích. Thì cả nhà cần thông tin gọi là đầu tư về những cái tỉnh lẻ của xa trung tâm thì liên hệ với Phước Sửu hoặc Minh Hải, anh em bên mình sẽ là có rất là nhiều cái quỹ đất tại Tà Đồng, tại Lâm Đồng và tất cả tỉnh lân cận thành phố Hồ Chí Minh để cho quý khách hàng lựa chọn và đầu tư. Thì quý anh chị cần nhận ký gửi hay là mua bán những cái sản phẩm ở Tà Đồng thì liên hệ với Phước Sửu, đội ngũ nhân viên kinh doanh bên mình sẽ tư vấn nhiệt tình và đưa ra những cái sản phẩm thích hợp để cho anh chị đầu tư. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.